Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Let's Go Dán Kia. Và bây giờ chúng ta sẽ ghé một quán cà phê tên là Degi, có những chú cuốn mini rất là dễ thương đang nằm. Em nói dễ chân mài vậy không? Đi vô rồi. Mặt đam phê. Điều đồng giá là 39k và những khách tới đây uống nước, người ta chủ yếu là đi chơi những chút quân. Thank you.
Galaxy mới chịu luôn. Apple Galaxy mới chịu. Xem những chú cún như thế này rất là cưng nha. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo. Bye bye.